Xin chào các bạn, mình là Linh, đây là kênh chia sẻ giáo dục của mình đến đây để giúp đỡ bố mẹ cũng như là hướng dẫn cho các bé về việc là phát triển tư duy cũng như là làm các cái bài toán bằng tiếng Anh. Và rất mong các bé và các mẹ sẽ đón nhận mình. Và để biết rõ hơn về mình thì mời các bé và các mẹ, các bạn có thể xem ở link mô tả dưới đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó chính là cách giải toán đố cho lớp 1 mà bằng phép tính trừ. Đó chính là word problems on subtraction, tức là giải toán bằng phép tính trừ. Và cũng như là phần phép tính cộng, giải toán đố bằng phép tính cộng thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần số 1 đó là chúng ta sử dụng đó chính là subtract using part whole, tức là sử dụng là gì ạ? Giải toán nhưng mà có từng phần và toàn phần. Chúng ta có thể xem hình ở hình dưới đây ạ. Với bài đầu tiên đó chính là bài về như sau. A stationery shop sells 220 blue and red pens. 145 of them are blue pens. So how many red pens does the shop sell? Tức là ở đây là một cửa hàng thì có một cửa hàng văn phòng đấy ạ, thì bán được 220 chiếc bút màu xanh và màu đỏ. Trong đó có 145 chiếc bút màu xanh và hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc bút màu đỏ. Và chúng ta sẽ vẽ sơ đồ ạ. Chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Tổng là 220. 145 là của xanh, vậy cái phần còn lại sẽ là của đỏ. Vậy chúng ta sẽ làm phép tính trừ. Và ở đây chúng ta sẽ đặt là 220 trừ đi 145. Và phép tính trừ này sẽ là phép tính trừ có nhớ. Chúng ta sẽ lấy này, 0 trừ đi 5, không thể trừ đi 5 được. Chúng ta sẽ lấy 10 trừ đi 5 bằng 5. Chúng ta vay 1 rồi đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ là gì ạ? Ghi số làm sao? Chỉ còn ghi số thêm 11 ở đấy ạ. Tại sao lại số 11 ạ? Bởi vì 2 không thể trừ cho 4 được, cho nên chúng ta phải vay ở hàng trăm là 12 trừ 4. Nhưng bởi vì chúng ta lại là gì ạ? Đã bị vay ở cái phần đơn vị rồi, cho nên chúng ta sẽ còn là 11 thôi ạ. 11 trừ đi 4 thì bằng 7. 2 trừ đi 1 nhưng 2 đã bị vay đi 1 rồi, vậy còn 1 trừ đi 1 nữa bằng 0. Vậy kết quả ở đây sẽ là gì ạ? 220 trừ đi 145 chính là bằng 75. Vậy chúng ta sẽ nói như thế nào ạ? Cửa hàng bán được là gì? 75 cái bút đỏ. The shop sells 75 red pens. Đơn giản đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thử làm ở bài khác ạ. Bây giờ mọi người nhìn ở trên màn hình chúng ta sẽ có hai bài. Bài này mọi người sẽ thử tự làm con, mình chỉ hướng dẫn với phần tiếng Anh thôi. Là nó gồm những đại loại là như thế nào. Chúng ta có water and jet spent 827 at the computer fair. If Jack spent $469, how much did water spend? Cái này thì chúng ta làm đơn giản lắm, chúng ta sẽ làm cũng kẻ sơ đồ ra cho các bé ạ, hoặc là và dùng phép tính trừ. Ở đây có nghĩa là như sau, tại hội chợ máy tính Computer Fair, tại hội chợ máy tính, Water và Jack đã tiêu hết 837 đô la. Và nếu mà Jack tiêu hết là 469 thì hỏi Water đã tiêu được hết bao nhiêu tiền. Bài tiếp theo đó chính là bài về con trai và con gái trong cuộc thi. Ở đây sẽ là 920 boys and girls took part in a country's race. If there were 440 boys at the race, how many girls were there? Ở đây có nghĩa là trong một cuộc thi chạy xuyên quốc gia ấy ạ, chúng ta có 920 bạn nam và bạn nữ cùng tham gia. Và nếu có 440 bạn nam, hỏi có bao nhiêu bạn nữ tham gia? Nào mọi người hãy lấy giấy ra và làm thử ạ, sau đó sẽ so sánh kết quả. Và rất mong gặp lại mọi người trong cái bài tiếp theo. Bye và hẹn gặp lại mọi người.